nghe nói là hai ngày một đêm mùa mới không có em hả? Đỡ ngoài. Dạ rồi. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Hey. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và buổi tối ngày hôm nay với một màn chào đầu rất là độc đáo, chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một mùa bảy nụ thật vui và thật nhiều tiếng cười. Thưa quý vị, xin cảm ơn một lần nữa quý vị đã luôn yêu thương và theo dõi chúng tôi. Hôm nay là mùng 2 Tết, toàn thể anh em chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc. Xin cảm ơn một lần nữa, vỗ tay thật nồng nhiệt. Xin cảm ơn các bạn người mẫu đã hỗ trợ cho màn chào đầu áo dài vừa rồi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời chào nữa. Đó chính là anh em chúng tôi đã có mặt hôm nay ngày mùng 2 Tết để mang tới cho quý vị, và rất vui vì bảy nụ cười xuân đã trở lại. Đây là mùa thứ bảy. Và mùa này thưa quý vị, chúng tôi có một cái concept, đó là hội ngộ. Hội ngộ với quý vị, hội ngộ với các anh em từng ngày để mang đến một cái mùa bảy nhiều thú vị cho quý vị. Như quý vị đã biết, tuần trước là buổi cuối cùng của chương trình phát sóng 2 ngày 1 đêm. Thì nối tiếp chương trình đó là ngày hôm nay cũng là tiếp sóng, chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị một chương trình nữa, hy vọng được nhiều sự yêu mến. Ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý vị Trương Thế Vinh. Wow. Lâm Vĩ Dạ. Tiến Luật. Lê Huỳnh Thuyền Ngân. Và đây là Ninh Dương Lan Ngọc. Hôm nay chúng ta có những nhân vật chính của bảy nụ cười xuân sẽ hội ngộ với nhân vật chính của 2 ngày 1 đêm. Xin giới thiệu Hiếu Thứ Hai. Lắc không kìa, lắc không kìa. Xin giới thiệu Ngô Kiến Huy. Trời ơi.
Dễ không vậy đó. Xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lâm. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Hey. 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 Thì ngày hôm nay chúng tôi xin hỏi các bạn á, là chúng ta chơi chung hay là chia ra? Mà nếu mà hai cặp đem là cũng phải có tôi nữa. Đó, đúng không? Dạ. Yeah. À, vậy thôi bạn không ảnh đi. Em không ảnh kìa, anh không ảnh kìa. Anh là thơm đó. Anh yếu nhất đội kia hay sao? Họ đẩy nhanh vậy? Đúng rồi. Phải. Thật ra là có một cái huôn là anh Giang ở bên đội nào là đội đó thua. Như vậy thì đừng qua đây anh ạ, đừng qua đây anh ạ. Thôi đi đường bỏ rồi Giang ơi. À, em thấy team này không ổn. Ờ, hay là mình nhập lại team Hành Trình Rực Rỡ đi. Ủa, đúng rồi. Ừ, ba đội luôn, ba đội luôn, ba đội được luôn. Được, có thua tụi em anh không? Anh có suy nghĩ lại không? Thật vậy cho em đổi đi. Em đổi một thành viên đội em. Em muốn đổi team A đúng rồi. Nhớ A đúng rồi không? Nhớ A đúng rồi. A đúng rồi. Có em không? Không, em đổi với em. Chỉ có hai người. Hai đứa tôi thôi. Có hai người thôi. Muốn đổi không? Vinh qua đây. Gì vậy? Gì vậy? Chương trình gì nữa vậy? Chương trình gì đây? Hên rồi, cậu đi rồi. Hay quá trời ơi. Hay quá. Mình anh mình. Mình đổi đi Huy. Run man. Ủa? À, đây. Thôi vậy thì đây đó, ngày hôm nay mà để chia đội mà chia gọi là theo các chương trình thì chắc chia tới mai khó quá, bởi vì anh em chúng tôi cũng được khán giả thương nên làm nhiều chương trình. Và thôi bây giờ vậy, trước khi mình chia đội mình gửi một lời chúc toàn thể anh em mình sẽ cúi đầu chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã yêu thương anh em mình suốt nhiều năm vừa qua. Đúng quý vị, nhân dịp năm mới chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Yeah. Chúc mừng năm mới mọi người. Năm mới là phải có quà đúng không? Dạ. Yeah. Đầu tiên vô là đừng có anh em, đừng có chích mít, đừng có đội điếc, đồ đấu đá. Vui thôi. Đúng quà, rồi. Quà mang giá trị lớn. Dạ. Yeah. Có nhiều cái đặc biệt lắm. Wow. Có quà. Có quà. Wow. Kính thưa các chị em thân mến, bởi vì quà tặng hôm nay nó thật sự là lớn. Wow. Tấm lòng lớn hay là vật chất lớn anh? Cả hai luôn. Nó là mang tính chất cá nhân nha, ai được may mắn thì lấy cái quà to nhất. Yeah. Và để có quà là phải vượt qua thử thách. Yeah. Yeah. Nghe nói là hai ngày một đêm mùa mới không có em hả? Đỡ ngoài. Dạ ơi. Đúng rồi.